Em đứng ở bên ngoài, em nắm tay anh đi. Em bước vô số 2 thì anh phải bước vô ô số 1. Không được buông tay mặc dù tình huống nào nha. Bây giờ em bước qua số 6 thì tạm thời để bước qua số 6. Đúng rồi, không đâu, không phải đâu. Quay lại coi như là. Thấy còn xuống. Thấy xuống để cho em bước qua. Anh không đặc biệt là không buông tay nha, đứng lên. Anh thưa làm chui qua. Đúng rồi. Anh bước qua số 5. Chui qua mà không buông. Rồi, chị bước qua số 4. Di chuyển qua bước qua số 3. Rồi. Đó. Nhưng mà làm sao không buông tay thì tự động các em hướng dẫn chưa? Rồi, ok. Đội nào giải mã được hết 24 ô số và người út cuối cùng ra từ finish là người cuối. Rồi, bây giờ sao cái này nó đi theo chứ. Bay lên. Chị này chưa bước qua số 5, bước qua số 8 được. Anh bước qua số này à? Rồi đủ rồi, bây giờ anh bước qua số 8 nè. Rồi 5 qua 6 nè. Lại số 5. Ra đi, phim liệt. 53 đâu? Phim liệt.
quay lưng lại, quay lưng lại, quay lưng lại. Phoenix quay lưng lại. Đây quay lưng lại. 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 Phoenix. 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 Phải đi game quay vậy nè, quay vậy cho nó đẹp nè, đó đúng rồi. Rồi quẩy tay mạnh lên nè. Một hướng thôi, một hướng thôi, một hướng. Phải thấu cảm với sự chia sẻ từ lãnh đạo chúng ta khi đưa ra những kế hoạch. Thì chúng ta không làm được thì đồng nghĩa kế hoạch của lãnh đạo chúng ta cũng sẽ bị phá vỡ, đúng không ạ? Và chúng tôi cần nhất là sự nắm tay chặt những cái sự đoàn kết của các anh chị để chúng ta thấu cảm nhiều hơn đường lối của lãnh đạo để chúng ta thực hiện đúng nhiệm vụ đó, để đưa công ty Van Service chúng ta lên một tầm cao mới. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả các anh chị hãy tháo cái áo màu bên ngoài ra để chúng ta cởi bỏ đi tất cả những khó khăn của năm cũ, cởi bỏ đi những khó khăn, những thử thách của từ sáng tới giờ, để chúng ta trở lại với chính là nhân viên của Van Service. Chị tập trung lại một chỗ đi, chúng ta đến 1, 2, 3, chúng ta quăng bỏ cái áo đi rồi giữ nguyên cái áo của Ban Service chúng ta để chụp một tấm ảnh dành cho đời của mình nha. Rồi ok, Ban Service ơi, chúng ta là ai? Ok, 1, 2, 3. Rồi xin mời các anh chị chúng ta ngồi lại với nhau để chụp một tấm ảnh có logo, có hình ảnh. Và kính thưa các anh chị thân mến, một lần nữa chúng tôi thay mặt cho những người được